Yến Phương, Việt TV xin kính chào các khán giả, kính quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tây tháng 6 năm 2023. Chúng tôi đang có mặt tại kỳ đài thương xá Eden thành phố Fonchet và Virginia để cùng gửi đến quý vị một vài ảnh trong lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Hàng năm cứ đến ngày 19 tháng 6, khắp nơi tại hải ngoại, các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều tập hợp nhau nhằm mục đích thăm nóng tình huynh đệ chi binh, cùng mừng kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để vinh danh một đội quân anh hùng đã từ nhân dân mà ra và vì dân mà chiến đấu trong suốt cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Cộng sản. Được biết, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức hàng năm, lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Đó là ngày mà tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chính thức nắm giữ vai trò cùng một lúc cả nhiệm vụ quân sự lẫn vai trò hành chánh tại miền Nam Việt Nam qua buổi lễ ra mắt trước quốc dân và quốc tế, Quỹ ban lãnh đạo quốc gia và Quỹ ban hành pháp trung ương tại thủ đô Sài Gòn. Ông Lý Thanh Phi, Chủ tịch Liên hội cho chúng tôi biết. 19 tháng 6, đối với người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gần như là nó nằm trong tiềm thức của anh em chúng tôi. Và đến ngày hôm nay, qua 58 năm, 19 tháng 6, được chúng tôi tiếp tục và mãi mãi tiếp tục cho đến khi mà chúng tôi không còn nữa. Và 19 tháng 6 cũng là một cái điều mà chúng ta phải nhớ là rằng quân đội sau khi mà chính phủ dân sự đã bế tắc trong vấn đề điều hành đất nước, thì 1965 hội đồng tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nhận trách nhiệm điều hành đất nước cho đến khi mà chúng ta không còn nữa. Thưa anh Hiển, thì ngày hôm nay với cương vị là chủ tịch cộng đồng cho cái năm đầu tiên mình kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại đây cùng với mọi người, thì không biết là riêng anh Hiển cảm thấy như thế nào ạ? Như em biết là dù chúng ta ở đâu đi nữa, chúng ta xa quê hương, nhưng mà đây là những cái kỷ niệm mà nhiều khi chúng ta cũng nên sống về một cái quá khứ. Nếu mà quá khứ nó đẹp thì chúng ta nên sống, thì đây là cái là Ngày Quân lực của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, thì đây là cái dịp mà chúng ta nên làm để mà nhớ đến những kỷ niệm đẹp của chúng ta, nhất là về thế hệ của các cô các chú bác của chúng ta. Đúng 12 giờ trưa, buổi lễ bắt đầu với nghi thức khai mạc. Để khai mạc là lễ chào quốc kỳ, xin kính mời quý vị nghiêm chỉnh rước quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ. Chào bác quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ hoàn tất, sau đây là phút mặc niệm. Xuống mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Hậu phương tất cả, súng lên đoàn. Nghi thức khai mạc đến đây là hoàn tất. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị và xin mời quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, sau đây là lễ truy điệu với nghi thức đặt vòng hoa tổ quốc ghi ơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là nghi thức dâng hương. Thượng hương. Lễ tam xá, cựu chiến sĩ xin vui lòng chào tay. Nghi thức dâng hương hoàn tất. Tiếp theo là nghi thức
Giá Quân Kỳ Sử. Và bài văn tế truy điệu tưởng niệm chư anh linh quân dân cán chính đã đền nợ nước để bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhớ khi xưa chiến sĩ Cộng Hòa cùng chiến đấu giữ gìn bờ cõi, dù hiểm nguy chiến trường ác liệt vẫn liều mình lớp lớp sông pha, thân vị quốc anh hùng tử sĩ để nghìn thu tổ quốc ghi ơn. Kính thưa quý vị, lễ truy điệu đến đây là hoàn tất. Cao bắc toàn quốc quân kỳ rồi vị trí hành lễ. Với riêng chú là một người lính của Việt Nam Cộng Hòa thì mỗi năm thì có dịp mà để tham dự cái lễ kỷ niệm quân lực thì cảm giác của chú như thế nào ạ? Riêng chú thì vấn đề là ngày quân lực, tại vì nghề của chú là nghề lính, nghề là mãn đời. Nếu mà không có cái tháng tư đen thì là chú sẽ ở đó mãi cho tới khi chết. Thành ra đối với chú, ngày quân lực là một cái ngày phải là trọng đại, rất trọng đại đối với chú. Quân Việt Nam đi hòn nơ nơ xây thành, đi là đi chiến đấu, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông, đi là đi chiến đấu, đi là đi quyết thắng, tiến lên đánh hồi Việt Nam. Lễ chào cờ và truy điệu ngày quân lực kết thúc vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yêu Phương tường trình từ Fort Jackson, Virginia.